ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. À, kính thưa bà Bethany O'Brien, quyền trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, Việt Nam là một trong những quốc gia đi tiên phong trong khu vực về việc xây dựng chính sách và luật pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt nạn bạo lực đối với phụ nữ. Tháng 11 năm 2007, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình. Chính phủ cũng đã ban hành các nghị định, thông tư và kế hoạch quốc gia, trong đó xác định vai trò và trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, có trong đó Quốc hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình nhằm từng bước đưa luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, số liệu thống kê vẫn cho thấy tình trạng bạo lực vẫn đang xảy ra và đây là vấn đề đang được xã hội quan tâm. Báo cáo nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam do Tổng cục Thống kê công bố năm 2010 cho thấy cứ 1 trong 3 hoặc 34% phụ nữ từng kết hôn cho biết họ đã từng bị bạo lực thể chất hoặc tình dục từ chính người chồng mình vào các thời điểm khác nhau. Nghiên cứu cũng khẳng định bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam là một vấn đề nghiêm trọng. Một nghiên cứu mới đây về nam tính và bạo lực giới cũng cho thấy thái độ và hành vi áp đặt của nam giới vẫn tiếp tục làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng giới. Do vậy, cần phải nỗ lực hơn nữa để lôi cuốn sự tham gia của nam giới và trẻ em trai vào công tác phòng chống bạo lực gia đình. Nam giới có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình, nếu chỉ riêng phụ nữ sẽ không giải quyết được vấn đề tận gốc. Thực tế cho thấy sự tham gia của nam giới